hai cục nó là vậy quay là nó không có bị rất là rối dạy được chạy đi cha nè. Rồi bây giờ móc mồi vô rồi vô mồi luôn đi. Rồi xin mình miếng giúp con mồi xong này chắc tôi nghĩ á. Mà đi. Anh lấy cái hộp chì này ra để xài luôn, để ngoài để luôn. Anh lấy nguyên hộp luôn để xài. Lấy luôn cái vỏ này luôn rồi. Tôi giới thiệu đang làm gì đồ tôi. Rồi chưa còn thiếu gì nữa không? Này hả? Này vô mình đi. Lưỡi vô rồi, lưỡi đủ rồi đó. Vị chính nè. Lưỡi đủ chưa? À, đó phải chị. Con này là vô vô thẹo nè. Còn cái đầu này là vô chì. Cái này là để nó xuống là nó quay là nó không có bị xê. Để gỡ lưỡi luôn. Tại vì dính cá dữ lắm rồi. Con con ngược này thì dẹp lên. Câu tiếp. Rồi xong ok. Rồi đậy nắp. Chà miếng nước vô liền ha. Không cháy cước. Đó thì đó chà miếng nước vô liền. Phải có nước chứ không có nước cháy cước. Xích riết vô nó không bao giờ cháy cước. Ra tính cái bà đúng không? Ra tính cái bà để bắt kiến vô liền trời. Chị vô. Cái đó nha. Màu dày dày á. Dính dính vậy là em cục cục. Hai cục. Nó là vậy. Là nó không có bị rất là rối. Dạ. Yeah. Dạy được. Rồi chạy đi cha nè. Rồi bây giờ móc mồi vô. Rồi. Vô mồi luôn đi. Rồi xin mình lấy giúp con mồi. Rồi xong rồi chắc tôi nghĩ á. Cái này nó ngon hơn. Không có. Còn nè cá ăn gì tiện nè. Có còn cá luôn á. Ừ. Nó bây giờ mà lôi lên là bứt. Ở lưới ra vừa rồi. Còn nhỏ nó rạn bứt. Thank you.